Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mọi người, tôi là Phong Cận, là một học sinh nghèo. Và để có thể cứu được cha tôi đã làm một việc có lỗi với mọi người. Tôi xin lỗi. Đẹp dễ sợ luôn à, cắm trại hôm nay là tuyệt đỉnh luôn. Ui, hôm nay vui dễ sợ luôn. Ngon dễ sợ luôn á trời. Ủa, tiếng gì ta? Tiếng gì nghe lục đục lục lục thế ghê vậy? Trời đất ơi. Trời đất ơi! Mấy bạn có thấy cái gì ở đầu video không? Hả? Mình đã thấy được có đến tận 100 Sammy xuất hiện ở trong làng Hero Team. Như vậy có nghĩa là mình sắp có 100 người bạn gái. Trời ơi, vui quá. Cái gì cây vậy trời ơi trời, nghĩ sao vậy trời, ông phải sợ chứ, nghĩ sao ông lại thấy vui sướng vì có 100 Sammy làm sao? Thì tôi giỡn xíu thôi mà. Trời ơi, trong lòng của Phong vậy? Là chỉ có một mình Sammy thôi, được chưa? Trời ơi, vậy mà cũng giận nữa. Trong team của ông chỉ có Sammy real tôi, còn tất cả Sammy ngoài kia là fake, hiểu chưa? Fake pha kè. Ôi, hiểu rồi mà, mệt quá à, giận hoài. Phong giỡn có xíu cho bạn fan vui thôi mà Sammy giận mình luôn các bạn ơi. Thì hôm nay nè bạn ơi, như mấy bạn đã xem ở đầu video thì bạn có thể thấy được ở trong làng Hell Team đã xuất hiện đến tận 100 Sammy luôn các bạn ơi. Thật sự đó chính là một điều rất là kinh khủng, bởi vì một mình bà Sammy này thôi là Sammy đã quýnh mình suốt ngày rồi, mình rất là sợ Sammy luôn. Bây giờ xuất hiện 100 Sammy à, mình sẽ bị quýnh 100 ngày luôn bạn ơi. Ông đi đâu ra Sammy đâu ra tự nhiên vô làng mình vậy ta, kỳ nhờ. Cái này phải do tôi nha, Ủa thiệt không, không phải do Sam thiệt không đó, tôi nghi cái này chắc chắn là do Sammy nè bạn ơi. Tại vì á, 100 Sammy xuất hiện là chỉ có thể do Sammy chịu hồi thôi, đúng không? Trời ơi, tôi không có làm đó thật luôn, tự nhiên ngủ dậy xong rồi tự nhiên có 100 Sammy, sao tôi biết được trời. Trời ơi, chính vì như vậy á bạn ơi, bởi vì Sammy không thích, gọi là trong làng Hero Team có 100 Sammy, Sammy chỉ thích trên đời này có một Sammy thôi. Cho nên là Sammy, tôi là độc nhất vô nhị, tôi là number one, tôi là số 1. Rồi ok, cho nên là Sammy đã bảo mình là Phong ơi, Phong hãy xây nhà an toàn để chống lại 100 Sammy đi, tiêu diệt hết 100 Sammy gọi là giả mạo kêu đi. Chính vì vậy cho nên hôm nay mình đã quyết định mình sẽ cùng với Sammy, hai đứa mình sẽ cùng nhau xây dựng ngôi nhà chống 100 Sammy nha các bạn nha. Đó, bởi vì nếu như mà có 100 Sammy thì mình sẽ bị quýnh 100 ngày, cho nên mình không thích điều đó đâu. Trời ơi, sợ quá bạn ơi. Ok. Thì bây giờ 100 ngày 100 đêm Sammy quánh bầm đầu Phong Cần, hay ha, cái này hay không? Thôi, bà làm ơn mình đừng quýnh tôi. Thì ở đây nè bạn ơi, mình đã chuẩn bị một cái bức tường làm bằng obsidian, làm bằng hắc điện thạch đó, bao quanh cái nhà của Sammy nè. Bởi vì mình cá chắc một điều rằng là 100 Sammy sắp tới sẽ tiến vào trong nhà của Sammy để gọi tiêu diệt Sammy Real đó, cho nên là mình không muốn Sammy Real bị tiêu diệt đâu. Mình sẽ tiêu diệt lại 100 Sammy fake nha bạn nha. Đấy. Trời ơi, Phong thần bảo vệ tôi kìa. Thì đầu tiên á bạn ơi, mình đã chuẩn bị ở đây gọi là một số những cái bẫy nè. Thì Sammy có biết cái bẫy này là bẫy gì không? Bẫy này à, theo tôi biết được bẫy này, bẫy cái nhọn nhọn này là người ta gọi là bẫy gai đúng không? Đúng rồi. Thông minh 10 điểm. Đó, thì cái này chính là bẫy gai nè bạn ơi. Nhưng mà mấy bạn có biết không, cái bẫy gai này thì nó yếu xìu à. Mục đích của mình xây ra cái bẫy này á, là mục đích của mình là sẽ gọi là cấu máu của gọi là mấy cái Sammy fake mấy bạn ơi. Sammy fake mà đi ngang qua đây nha là sẽ bị mấy cái gai này đâm và sau đó là sẽ bị mất hết chậm máu luôn. Đúng rồi, sẽ bị đi chậm nữa. Đấy, với lại á là Sammy biết không, 100 Sammy cho nên chúng ta sẽ phải cần đến sử dụng những cái bẫy như thế này nè để gọi là tiêu diệt từng người, hiểu không? Ủa hay dữ vậy, trời ơi, hay nha. Ủa trời, chắc cái này thôi hả, sao mà tiêu diệt được? Trời ơi, làm sao mà có chuyện mà một cái bẫy không được. Thì ở đây nè Phong còn chuẩn bị thêm một cái vàng gọi là máy quạt nữa nè. Sam biết cái vàng máy quạt để làm gì không? Máy quạt này à, quạt cho mát đúng không? Trời trời đang nóng nực nè chứ sao vợ. Tào lao, ai mà quạt cho mát. Cái vàng này á là để khi chúng ta thấy 100 Sammy chạy qua đây nè thì chúng ta sẽ bật nó lên, tiếp thì là tích nó sẽ nổi đó rồi. Xong Sammy dính gai rồi, thấy chưa, sợ chưa? Tắt đi không vô được. Ai trời ơi, ôi Phong ơi, mày thấy không, tôi thật là quên 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 quên
ơi, xin lỗi, xin lỗi, rồi rồi xin lỗi. Trời ơi, còn một tí mấy ông nào vậy trời, ông định tiêu diệt tôi đúng không? Có đâu, ông chỉ ví dụ cho bạn fan xem để biết cái bẫy chúng ta như thế nào thôi mà. Đó, bạn thấy không? Cái bẫy này của mình á sẽ là gọi là bật máy quạt lên và 130 sẽ không thể nào chạy trong đây được và sẽ bị đẩy lùi xuống đây dính gai và sau đó là bị tiêu diệt hết sạch luôn. Quá là hay luôn. Xịn không? Xịn không? Ê, nhưng mà sao mới? Ví dụ như bây giờ 100 Sammy đó vượt qua được cái bẫy máy quạt này của tôi luôn thì sao? Thì sao? Thì thôi thì thua chứ sao giờ, sao tôi biết được? Tào lao, chúng ta không thể nào mà nhận thua một cách dễ dàng vậy được. Chúng ta phải đến với cái bẫy tiếp theo. Tèn. Trời ơi, ông nội ông không vừa thôi, tự nhiên thua cái cho mấy gì đó, cho Sammy fake đi xuống tắm hay là sao vậy? Trời ơi, chụp nhã gì vậy? Tắm cái đầu bà, tắm bà thử xuống tắm cho xem coi. Trời ơi, nước ngập cái gì vậy? Trời ơi, đau quá. Cứu, ui, cái gì mà giật chớ vậy? Ghê không, ghê không? Đây á, chính là nước acid đó. Nước này á, là nước có thể gọi là tiêu diệt được gọi là 100 Sammy Fest luôn á. Ghê không, ghê không? Trời ơi, tôi biết nước này rồi. Trời ơi, đứng ghê là giật cà tưng là nhìn nè. Nhìn nè, cà tưng. Á, đau. Trời ơi, nước gì mà đau quá à. Tính là tôi không nghĩ là bà nước nó vậy luôn. Bà biết cái này là nước acid mà bà cứ nhảy xuống hoài bà nội. Hả? Trời ơi, tôi quên, tôi tưởng nước thường, tôi tắm hoài, tôi thích tắm rồi, ông quên. Trời ơi, chỉ có những người nào mà giỏi như Phong á, biết bắt cua thì mới nhảy qua được thôi, chứ Sammy nước sao mà làm được, coi Phong nè. Ui, gà ơi là gà, trời ơi. Gà gì mà gà, người ta chỉ bị lỡ trượt chân có cái mà. Nè, tiếp theo nè nha Sam nha, Phong nói Sam nghe nè. Ví dụ như mà 100 Sammy á, vẫn vượt qua được cái bẫy này thì sao, thì tất nhiên là chúng ta phải dùng đến cái bẫy tiếp theo rồi. Sammy nước quá. Đây quay coi nè, cái bẫy tiếp theo của Phong xin giới thiệu với Sam, đó chính là bẫy gấu. Đúng rồi, cái này người ta hay gọi là bẫy gấu á Sam ơi. Ủa là sao, tự nhiên mình bắt mà gì ta Sammy đào xuống mình dùng bẫy gấu, sao dùng được không vậy? Đâu Sammy thử đi ngang qua đi rồi Sammy biết liền à. Rồi thử nè. Ủa, cái vậy sao nó không được, sao không cử động ơi, được vậy? Thằng ngựa lưng quá, trời ơi, ngựa chân quá. À, Phong biết rồi, cái bẫy này á là nó biết phân biệt nha, người nào là con người thì sẽ không bị gì hết, mà chỉ có những kẻ giả mạo thì mới bị bắt lại thôi. Đây để Phong test cho Sam coi nè. Thử đi, thấy cho tôi Sammy riu mà, nghĩ sao vậy? Tôi luôn phải được phát đâu. Đây để Phong test cho Sam coi nha. Ví dụ bây giờ Phong sẽ thử lấy ra một cái con gì đó kinh dị đáng sợ. Đó chính là con heo. Trời ơi, bắt con heo rồi kìa, rồi xong. Đó, thấy không? Con heo nó mà tôi, gọi là... Không? Nó phải là tôi đúng không? Đây là phát mà đúng không? Con heo nó mà đụng vô trong một cái bẫy là nè, tức nó sẽ bị kẹt lại. Đó, ghê không? Ghê không? Rồi, đây, tôi cho bà coi tiếp nè. Ví dụ giờ tôi sẽ để ra đây mấy con heo này nha. Sau tôi sẽ cầm cái củ cà rốt, nó sẽ chạy tới và nghe tức nó sẽ dính bẫy. Trời ơi, xịn quá. Ê, là em nó mắc ở đây lưng em đúng không? Nó không chạy được đúng không? Đúng rồi, nó sẽ không chạy được luôn. Có nghĩa là 100 Sammy gọi là giả mạo sẽ bị kẹt ở đây luôn, không thể nào thoát ra được. Ui, em nghe mày đã thắng rồi chứ sao bây giờ, thắng rồi luôn á, không có thua luôn á. Sammy này nướp quá à. Sammy đừng có mà xem thường 100 Sammy giả mạo, bởi vì có đến tận 100 người lận, cho nên tôi vẫn còn một món vũ khí bí mật nữa, nhưng mà tôi chưa cho Sam biết được đâu. Một tí nữa tôi sẽ cho Sam biết, ok không? Gì vậy? Trời, chơi giấu giếm vợ. Trời, tôi người trong nhà mà, kẻ thiếu kẻ tí hiến nhà đây, tí nhà đây cho tí không, nhà đây. Không, cái bẫy này đặc biệt lắm. Một tí nữa Phong sẽ cho Sam coi, ok? Còn bây giờ thì là mấy bạn fan phải coi hết video biết được cái bí mật này nha, còn kêu coi nữa chừng là không biết nha. Đúng rồi, mấy bạn fan sẽ phải xem hết video này thì mới biết được cái bẫy của Phong là như thế nào ạ. Ok bạn ơi, còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ cùng nhau chờ 100 Sammy giả mạo tới đây và chúng ta sẽ tiêu diệt 100 Sammy giả mạo nha bạn nha. Let's go. Let's go. Ôi trời ơi, mệt quá. Để từ nãy đến giờ 3-4 tiếng đồng hồ mà không thấy Sammy phát đâu hết trơn á bạn ơi. Ơi Sam ơi, có khi nào á là 100 Sammy kia sợ bọn mình quá cho nên là không dám tới luôn không? Có khi nào vậy không? Trời ơi, tôi nghi là đi lộn địa chỉ nè, nhìn nghi nghi lắm nè, nhìn cái mặt là nghi nghi lắm rồi. Trời ơi, trời lớn rồi còn lộn địa chỉ nhà đúng không? Ôi, tôi không biết nữa. Ê, nhưng mà khoan,
Có khi nào 100 Sammy đó biết bọn mình đã xây những cái bẫy này ra cho nên là không dám tới không? Có khi nào vậy không? À, trời ơi bạn ơi, cái kiểu này chắc là sợ rồi cho nên là không dám tới á, đúng không sao? Chính xác, tụi mình bà rồi VIP mà Pham. Rồi sao vậy? Ủa? Ê, hình như tôi thấy cái ai đó chạy ngang qua sao kìa. Ủa sao mấy cái người này nhìn quen vậy ta, tóc xám xám nhìn quen vậy, sẽ dùng tôi không? Có khi nào rồi xong rồi, đúng thiệt rồi Sam ơi, 100 Sammy lận kìa. Trời ơi trời, cái gì mà ghê dữ vậy? Oh my god. Ok không sao, tôi đã xây ra cái bẫy thứ nhất rồi, để coi một trăm Sammy này có vượt qua được 100 cái bẫy này của tôi không đã. Sợ đâu, thấy chưa, thấy chưa, sợ hùng nè. 100 Sammy có giỏi thì qua đây đi. Trời ơi, liêu ôi kìa kìa, coi này ui dính gì vậy, dính bẫy kìa. Em mà qua được kìa ông ơi. Không sao, vẫn có một vài Sammy đã bị tiêu diệt là không sao hết, không sao hết. Ê, dùng cái bẫy thứ hai đi ông ơi. Ok ok. Rồi, cái bẫy thứ hai khởi động tiếp. Đó, gió thổi nè, thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi, sợ chưa? Sợ chưa? Sợ chưa? Có giỏi quay thử xem. Ở đâu qua được, thấy không? Đâu qua được đâu, thấy không? Trời ơi bạn ơi, như vậy có nghĩa là 100 Sammy không thể nào vượt qua được cái bẫy thứ hai của mình luôn á, chứ đừng có nói đến cái bẫy thứ ba. Qua đây đi. Ủa làm gì vậy? Ủa làm gì vậy? Ui, đang chạy hình vòng tròn nhưng mà vẫn không qua được. Có giỏi lại đây đi. Trời ơi, không làm được cái gì hết rồi đúng không? Ủa gì vậy? Ủa sao cái máy nó tắt rồi Sam? Ủa gì vậy? Trời ơi, ai biết được, tôi có tắt rồi, tự nhiên hồi tự nhiên nó gặt nó, cái nó cuốn xuống luôn á Phong. Ê gì kỳ vậy? Ủa Sam ơi, từ nãy giờ. Ủa khoan. Ủa vậy là ơi Sam, có khi nào cúp điện rồi không? Ủa là sao, tôi tưởng cái này là bệnh viện chứ nghĩ sao có cúp điện luôn hả? Thì cái này là phải dùng đến điện thì nó mới hoạt động, nhưng mà bây giờ cúp điện rồi. Không cúp điện rồi. Chạy Sam ơi, chạy. Qua đây nhanh lên, qua đây. Ôi trời ơi. Trời ơi, sợ quá Phong ơi, sao bẫy tôi thất bại hoài vậy? Không sao. Ôi nhảy qua đây kìa. Không sao ơi. Chúng ta vẫn còn có cái bẫy. Cái bẫy này là bẫy hồ axit, không sao cả. Để coi 100 Sammy có vượt qua đây được không? Mà xuống tắm là banh xác luôn, banh sành sành luôn. Hi hi. Ôi, 100 Sammy có giỏi qua đây đi. Nhân trời ơi, thấy là sợ rồi. Thấy chưa? Ôi, cái gì? Oh my god. Cái gì vậy? Cái gì ghê vậy? Không sao, có vài người vẫn chưa qua được kìa. Rồi xong, dính thêm cái bẫy gấu nữa kìa. Không sao hết, vẫn còn an toàn. À. Trời ơi. Ê, nhưng mà sao dính bẫy gấu ít quá vậy? Ê, có giỏi qua đây nè. Trời ơi, liêu. Leo qua đây, trời ơi. Qua đây nè, có giỏi qua đây nè. Trời ơi. Đúng rồi. Đó, dính bẫy nè. Dính bẫy nè, rồi còn bên này nữa. Ôi trời ơi, đông quá. Oh my god. Ôi, hình như là cũng chết gần hết rồi kìa. Không sao. Vậy là bọn mình quyến là sao ơi. Còn nhiều vậy? Ê, từ. Ôi trời ơi, sao mà có một vài người bị dính không vậy? Còn mấy người kia vẫn chưa bị dính sao mày? Chạy. Oh my god, chết rồi các bạn ơi. Mấy cái bẫy gấu của mình. Mấy cái bẫy gấu của mình chỉ có thể gọi là bẫy được một vài người thôi, vẫn chưa bẫy được hết, vẫn còn khá là đông luôn bạn ơi. Kiểu này hình như sắp tới kìa. Hình như là chỗ này còn đến tận 70 người lận á Sam ơi. Chạy vô nhà lên. Sao giờ? Trời ơi, nguy hiểm quá bạn ơi. Kiểu này là bọn mình không thể nào thoát ra khỏi đây được rồi. Cửa luôn kìa Phong ơi. Giờ sao ra? Trời ơi, nhìn nè. Trời ơi, đầy cửa luôn. Bây giờ mình ra ngoài cũng không được đâu Sam ơi. Qua đây nhìn là Phong, trời ơi, nhìn nó sợ nè. Oh my god, kiểu này là bọn mình sẽ bị 100 Sammy phát ăn thịt y như là zombie luôn bạn ơi. Không chịu. Trời ơi, giờ sao đây? Bây giờ ngồi khóc chi? Trời ơi, bây giờ làm gì đây? Trời ơi. Chạy qua đây luôn. Trời ơi quá. Ôi được rồi Sam ơi, tôi nghĩ ra ý này rồi. Chúng ta phải sử dụng đến vũ khí bí mật mà tôi đã nói ở đầu video. Mày nhớ không? Vũ khí bí mật là cái gì? À, ủa cái bí mật không là vũ khí hả? Ủa không hả? Bây giờ ông dùng kiếm chém bọn này đến ngày mai cũng hết luôn á, nghĩ sao vậy? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Đến tận 100 Sammy lận chúng ta dùng kiếm làm sao mà thắng được? Đây, vũ khí bí mật của tôi nằm ở trong cái rương này nè. Mở ra xem thử đi. Phù thủy hả? Xịn nha. Đúng rồi đó. Bây giờ á, tôi với Sam sẽ hóa thân thành phù thủy. Bùm bùm bùm. Thích nha.
Ghê chưa. Bây giờ mình với Sammy đã hóa thân thành phù thủy Phong Cận và phù thủy Sammy rồi các bạn ơi. Và bây giờ bọn mình sẽ sử dụng phép thuật của phù thủy để tiêu diệt 100 Sammy này nha các bạn nha. Ok, Sammy, phép thuật của Sam á, đó chính là tạo được một cái hố đen vũ trụ có thể hút được tất cả những Sammy vào trong đó luôn. Còn sức mạnh của Phong á là quăng bom lửa. Bùm. Đó. Đúng rồi, chúng ta sẽ dùng kỹ năng của chúng ta để tiêu diệt hết 100 Sammy này. Dùng phép thuật tiêu diệt, hiểu không? Đúng rồi, trời ơi. Ok. Không ơi. Rồi, bây giờ sao? Sammy đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ê, bây giờ mình có cái đường nào chui ra, mình đánh không? Bây giờ ra ngoài là cái tao quánh đồm đâu. Mình có cửa sau nè, mình đi từ cái cửa sau thôi. Ok. Đi Sammy, qua đây. Ok, bây giờ nha. Tôi sẽ tiến lên trước để tôi dụ gọi là 100 Sammy chạy theo tôi. Còn Sam thì Sam sẽ gọi là canh ở từ phía sau. Sam gọi là gài bẫy. Sam sử dụng hố đen vũ trụ hút bọn nó vô nha. Ok. Rồi, tôi đã sẵn sàng rồi. Để tôi. Ôi, Phong Cận đẹp trai đây, có giỏi thì đuổi theo tôi đi. Đuổi theo nè. Ôi, Sam ơi, nhanh lên. 100 Sammy đang đuổi theo tôi nè. Nhanh lên. Khóa vô. Rồi, một người bắt rồi. Hay quá. Wow, giỏi quá Sam ơi. Bắt hết luôn. Hay quá. Rồi, tiếp theo là Phong. Ôi, phép thuật lửa. Cha. Ok, tôi đây. Nè. Dạ. Chết đi. Dạ. Phép thuật lửa nè. Ôi, sợ đúng không Phong ơi? Sợ đúng không? Ôi, Phong với Sam mạnh quá, tiêu diệt sắp gần hết rồi nè. Dạ. Kiểu này là bọn chúng sẽ bị tiêu diệt nhanh thôi. Ôi, hay. Trời ơi, Sam ơi. Hay quá, bọn mình đánh gần hết rồi, còn đúng 2 con thôi. Ôi, đuổi theo Sam ơi kìa. Chạy nè. Chạy nè, mình quýt bằng tay luôn sao, Ôi trời ơi. Chạy nè. Hay. Chết rồi. Trời ơi. Sống dài quá sao ơi, còn đúng 2 con nhưng mà sao lâu quá vậy? Ôi. Sắp được rồi. Ôi. Trời ơi các bạn ơi. Đúng mệt luôn. Con mèo. Đây. Đây mấy con Lê không phải là Sammy nữa Phong ơi. Đây là con yêu quái rồi chứ con người đâu mà sống dai dễ sợ vậy. Oh my god, thì đó chính là Sammy fake mà, cho nên là phải sống dai rồi anh ơi, thiệt luôn á. Thôi mấy bạn ơi, mình phải biến thành phù thủy mình mới tiêu diệt hết được. Hồi nãy á, mấy cái bẫy của mình không thể nào tiêu diệt hết được các bạn ơi, kinh dị thiệt luôn á, quá là đáng sợ luôn. Trời ơi, xém nữa là mình bị 100 Sammy bắt lại rồi, không chết luôn trời. Ok. Sammy thấy như thế nào Sammy? Trời ơi, tôi thấy tôi sau khi đối đầu với 100 Sammy fake thì tôi rất là sợ bản thân tôi luôn. Có khi nào tôi mạnh vậy luôn mà tôi không biết vậy ta? Ôi ghê quá. Tôi thấy 100 Sammy này ha, mà bọn mình không biến thành phù thủy thì chắc còn lâu mình mới tiêu diệt được. Đúng rồi. Cái ngôi làng Hero Team sẽ biến thành làng Sammy luôn á. Hiểu không? Trời ơi, ghê luôn á. Ê mẹ, tôi là người thống trị được không ta? Tôi là người phải real mà ta. Tôi làm thống trị luôn. Rồi, không có chuyện đó đâu. Ok bạn ơi. Và hôm nay mình đã cùng với Sammy, hai đứa mình đã tiêu diệt hết được gọi là 100 Sammy nhờ vào gọi là 7 nhà an toàn các bạn ơi. Một nhà an toàn chống lại 100 Sammy nha. Thật sự là cái 7 của mình hôm nay cũng khá là mạnh đấy, nhưng mà cũng không thể nào tiêu diệt được 100 Sammy. Cũng may là mình thông minh biến thành phù thủy để tiêu diệt nó dễ hơn. Phù thủy nhất thì không, phù thủy mạnh nhất mới làm được nha bạn nha. Ấy, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye bye. Bye. Hero Team.